Những món ăn khổng lồ Pete khám phá ra được sau khi tới Thái Lan phần 1. Nhìn cái quả sườn tảng cay vĩ đại thế này, các bác đã hết hồn chưa? Nhưng mà trước hết thì tin được không, cái nồi nước dùng hầm thịt đằng sau mình đã được nấu liên tục trong vòng 48 năm. Ôi là trời, các bác không nghe nhầm đâu. Chính xác là cái nồi nước dùng này nó chưa bao giờ tắt lửa trong suốt gần nửa thập kỷ, cụ thể là 48 năm đấy. Nó to vĩ đại như thế này này. Tên quán ăn là Watana, nằm ở số 336 tới 338 đường Eskamai Road. Mình nghĩ là có khả năng mình phát âm chưa chuẩn đâu, nên là sẽ đặt địa chỉ cũng như là tên quán bằng text ở trên màn hình nhá. Vậy thì câu hỏi đặt ra là nếu cứ ninh liên tục trong vòng 48 năm như thế thì liệu có mất vệ sinh không? Theo như thông tin mình được tìm hiểu thì họ sẽ lấy súp ra vào mỗi tối, rửa sạch nồi rồi cho vào lại, tiếp tục đun lửa nhỏ qua đêm. Có thể nói điểm đặc biệt chính là cái khúc này tận dụng hết cỡ phần nước cốt đã ninh nấu ngày qua ngày để nêm nếm gia vị cùng nhiều các loại topping khác, tất cả tạo nên món súp của ngày hôm sau. Đây đây, xin giới thiệu với các bác chân dung bát mì sau 30 phút chờ đợi. Trong này thứ dễ thấy nhất có lẽ là thịt, thịt bò hầm này, thịt bò lát, thịt viên, thịt ba chỉ và lác đác vài cọng rau. Tân ơi, chu choa mà ơi, cái thịt bò nó mềm. Đùa chứ, ninh từng ấy thời gian không mềm nữa thì đi đầu thai thôi. Mỗi ngày người ta sẽ cho vào khoảng 150 bao, tức nghĩa là gần 70 cân thịt, nên là nước dùng sẽ có vị ngọt đặc trưng không thể lẫn được. Sợi mì mảnh nhỏ có độ cứng và dai nhẹ. Nhìn chung thì với khẩu vị mình nó ở mức tạm ổn. Tuy nhiên mọi người vẫn nên thử cái quán này vì sự đặc biệt của em nó nha. Tranh thủ lúc đi tàu điện thì sẽ chia sẻ cho mọi người một số tip khi đi du lịch nè. Nếu bạn đang đi du lịch ở một nước khác nhưng lại không có mạng thì tra từ kiểu gì? Có thể nhiều bạn dùng iPhone mà chưa biết điều này đấy. Mình cũng không biết cho tới khi thầy giáo dạy tiếng Anh ở Viettop đẹp trai cứ tê dễ thương của mình nói cho mình biết điều đó. Đấy là chúng mình hoàn toàn có thể tra từ điển ngay trên điện thoại iPhone mà không cần bất kỳ internet hay gì hết. Vào ô tìm kiếm, nhập từ muốn tra nó sẽ hiện ra các kết quả đầy đủ ý nghĩa này, cách sử dụng cũng như là cách đọc đúng của từ. Rất đơn giản đúng không? Bác nào chưa thử thì thử ngay đi nha, còn không thì xem tôi đi chợ rót phe nè. Cái đen đen đấy là châu chấu giang đấy, sợ quá phải ra gọi sườn tảng ăn thôi. Đây là suất bự nhất, mắc nhất, có giá là 700 bạt. Cay, cay á. Đấy, các bác thấy không, cái mùi cay nó sộc lên mũi, cay mà ho sù sụ luôn. Nhưng mà tôi khuyên thật là các bác đừng gọi cái suất mà không cay, vì mấy năm trước tôi đã thử rồi, người ta sẽ bê ra một cái phần mà toàn cái hành mùi tàu thôi, ăn chán chết đi được, nhạt tuẹt. Thề là nó phải cay như vậy thì mới ngon. Thịt sườn thì được dưới lên một cái lớp nước dùng ớt xanh cay xé lưỡi, lại chua chua, nhưng mà hoàn toàn là không có vị ngọt gì ở đây đâu. Đúng theo nghĩa đen, vị các bác có thể cảm nhận chỉ là chua và cay. Trời ơi, để giảm cái độ cay đi một xíu là mình đã phải gạt bớt cái phần ớt ra và nhúng qua vào nước rồi đấy. Thế mà sau khi gặp 4 tới 5 cục là môi mình cũng sưng to tướng lên rồi. Với một cái khối lượng núi sườn như thế này, mình nghĩ là sẽ phù hợp cho khoảng từ 5 tới 8 người ăn. Tính ra cũng không mắc lắm đâu, 700 bạt tức là khoảng 450 tới 500 nghìn cho tương đấy người thì ổn phết. Muốn tìm được cái hàng sườn cay này thì mọi người cứ đi từ đầu chợ vào cái hàng nào mà đông nhất, xếp hàng dài nhất mà thấy người ta đang ăn sườn tảng ấy thì chính là nó. Cay quán là phải gọi cơm rang ra ăn chống cháy nè, mà cơm rang ở đây người ta rang với nho khô, lạ ha. À, với thêm một điều lạ lùng nữa là mình vào quán này ăn thấy toàn người Việt không à, ngồi xung quanh toàn người Việt là người Việt thôi, cho nên cảm giác như là đang ngồi ăn ở Việt Nam vậy. Thế mới nói đã tới chợ rót phe là nhất định phải thử món sườn tảng đó nha.